Sau đây mình xin hướng dẫn cách bỏ xuống vào trong máy. Thì đầu tiên là bạn gỡ cái chỗ này ra, thì bạn sẽ thấy cái chỗ xuống chỉ đó nằm đây. Sau đó bạn lấy cái xuống chỉ ra, bạn lưu ý là cái đường của chỉ đi luôn luôn là cái đường như thế này, nó đi như thế này chứ nó không có đi ngược lại nha. Rồi sau đó mình sẽ bỏ vào đây. Rồi lưu ý là máy này sử dụng suất công nghiệp cho nên là bạn phải mua suất công nghiệp để sử dụng, chứ nếu xài suất gia đình thì nó sẽ không sử dụng được đó. Thì bạn đây có một cái khớp nè, bạn cho nó qua vị trí này, bạn kéo ngược vào phía bên này, rồi vậy là xong. Sau đó bạn đóng nắp lại, đóng nắp lại đấy. Rồi bây giờ sau đó thì bạn chỉ cần quay kim và nó sẽ móc cái chỉ dưới lên cho bạn.